Xin chào toàn thể quý anh em đam mê quay trở lại kênh YouTube Di Cô Gái nha. Hôm nay quay review cho anh em xem một cặp chim mã lai mới vừa ra ổ nha anh em. Đây, chim này tầm 10 ngày nha. Đây là một cặp mẹ nó chiêu rù, cha nó xúc hù nha anh em. Mới vừa ra ổ nha. Chim này tầm 15 ngày nha anh em. 10 ngày tới 15 ngày nha. Con này là con mái. Đây là con này là con trống này. Trứng cá nó bự hơn. Hình chắc là trống. Này là con cha nó là thúc rụ, mẹ nó chưa rụ nha. Cái dòng này là có clip hết nha. Clip cha mẹ hết nha. Đây là chim cha nó đây nha anh em. Quay cận cảnh chim cha nó cho anh em xem nha. Tướng chim cha của nó là rất là đẹp nha, rất là bự con. Đây, thúc rụ có clip đến đường này ngoài nha anh em. Rất là lì, rất là rụ tốt nha. Dòng anh em là lì rụ tốt nha. Đây là cha nó này, cha nó mới bay xuống. Cái con nó nằm dưới nó bay xuống. Đây nhìn tướng cha nó rất là đẹp nha. Cha nó hồi xưa tác chiến đi rừng cũng là đầy đủ clip hết nha. Này là dòng mới cho anh em nha. Dòng này là em đã sàng lọc rồi, em đã tuyển ra, bữa giờ không có chim non rồi. Cái dòng này là dòng mới. Thì mã lai nói chung là nhiều dòng lắm nha anh em. Thúc rù, chiêu rù và chạy rù nha, nhiều lắm. Cái này là mẹ nó là chiêu rù, cha nó là thúc rù nha anh em. Thì bên em đó là em đã sàng lọc những con cha và mẹ em tuyển lại rồi. Dòng sau này là rất là đạt nha, con cha chim mẹ rất là đạt nha. Một cặp nguyên riêng nha. Để hồi em quay con cha mẹ nằm trên cho em xem. Đây, con này là trống. Chim này tầm 10 ngày đến 15 ngày tuổi nha nè. Thì quay review cho anh em xem những dòng chim bên em. Tin tưởng nha, alo số điện thoại trên màn hình nha. Em có để số điện thoại trên tiêu đề màn hình nha. Cặp này là chưa có chủ nha, chưa có ai đặt hết. Tại dòng mới bữa giờ anh em hỏi nhiều quá, nhưng mà chưa có. Thì nay anh em có hiện trí và alo lại cho anh em nha. Quay cho anh em xem. Mẹ là con mái chiêu rù, cha là thúc rù. Có clip rừng nha, này có clip đi đánh rừng nha, chứ không phải là chim cảnh bày cảnh cạn mà không có clip rừng nha. Này tại quay giờ ban đêm á, quay nó có hơi mờ, anh em thông cảm nhiều nha. Nói chung lại bên em thì cũng hạ giá dòng chim mã lai lại từ từ nha anh em. Tại vì nói chung là không phải là dòng chim dở, nhưng mà trước em mua hai cặp về á, hai cặp em nhập về á là nó tầm khoảng 60 triệu á, nên là em phải bán chim giá cao cho anh em để em thu hồi vốn lại rồi. Bây giờ đã đủ rồi thì em cũng hạ giá lại nha. Hạ giá là mình chia sẻ đam mê cho anh em nha. Anh em lưu quý thì tin tưởng thì alo số điện thoại trên màn hình nha, nhặt trẻ luôn nha anh em. Đây trống nó nhặt trẻ luôn nha, chim cảnh là quy là quy rất là nét nha, dù chim còn con nha. Ổn thì mình quay dậy xong mình đứng dậy trong LV cha mẹ luôn cho anh em xem đây. Cha với mẹ nó đây. Tối quá,
không biết anh em xem có mờ thì anh em thông cảm giùm nha. Hiện giờ mình vô cái AV đó mình quay thì nó không có gái đâu nha anh em. Anh em muốn xem clip trực tiếp thì alo số điện thoại trên màn hình nha, mình sẽ gửi trực tiếp nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Xin chào tạm biệt tất cả anh em nha.